Tiếp theo câu chuyện về những bản hợp đồng huy động vốn núp bóng đầu tư cổ phần của công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu mà chúng tôi đã từng phản ánh trong các bản tin của Chuyển động 24 giờ. Dưới danh nghĩa mua bán cổ phần, Sen Tài Thu đã bắt đầu huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ cách đây 2 năm với lãi suất cam kết là khoảng 12% một năm. Sau một thời gian nhận được tiền lãi đầy đủ thì đến đầu năm nay nhiều người đã không còn nhận được cả gốc và lãi. Lãnh đạo doanh nghiệp tuyên bố công ty không còn khả năng chi trả, hàng trăm khách hàng đứng trước nguy cơ mất tiền. Đối chiếu với các chi tiết trong sự việc thì luật sư cho rằng hành vi của công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu đã lộ rõ những dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hơn 1.000 tỷ đồng của khách hàng biến mất vì công ty cho rằng tất cả nằm ngoài sự ghi nhận của doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền lên đến 13 con số, giờ chỉ còn hiện hữu trong những bản hợp đồng vô tri. Khi mà chúng tôi lên gặp ban lãnh đạo mới ấy, thì chúng tôi có ghi âm lại được cái cuộc họp mà chính ban lãnh đạo mới cũng phải khẳng định rằng gửi vào đây là bị lừa rồi. Em phải nói thẳng luôn là Sen Tài Thu làm gì có chức năng nhận tiền, huy động vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần này thì đều đang để ngoài sổ sách và chưa kê khai gì cả, chưa được nhà nước bảo hộ. Ban lãnh đạo cũ có một số dấu hiệu là hình sự 100% số vốn đấy hầu như là không được sử dụng kinh doanh mà đều được chuyển ra tài khoản cá nhân của ban lãnh đạo để chi tiêu, nên là cái chủ đích của các ban lãnh đạo cũ rất rõ từ đầu và đi theo đúng con đường vay của người trước trả cho người sau. Mang danh nghĩa mua cổ phần nhưng không ai có trong danh sách cổ đông. Số tiền thu về cũng không được sử dụng vào hoạt động đầu tư kinh doanh. Có nhiều dấu hiệu cho thấy hành vi của công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu chính là huy động vốn đa cấp. Một cái hoạt động thu hút đầu tư tiền hoặc là lấy tiền của người khác mà có yếu tố gian dối, có mục đích chiếm đoạt ngay từ đầu thì nó có dấu hiệu rất rõ ràng, rất sắc nét của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của điều 174 hoặc điều 175 của Bộ luật hình sự. Dấu hiệu vi phạm pháp luật đã rõ, nhưng tổng giám đốc đương nhiệm của công ty liên tục cho rằng trách nhiệm thuộc về ban lãnh đạo cũ. Nguyễn Thị Lan Hương, tổng đốc cũ là đã huy động vốn vào và hiện tại đang mất khả năng chi trả và bạn ấy đã xin nghỉ việc từ tháng 11, 12 năm vừa rồi, 2022. Tuy nhiên, sau 4 tháng kể từ khi tổng giám đốc mới nhận chức, việc huy động vốn vẫn tiếp tục diễn ra. Và trong buổi gặp gỡ các nhà đầu tư, chỉ có duy nhất người phụ nữ này thuộc ban lãnh đạo cũ. Nhưng suốt buổi gặp kéo dài nhiều giờ, người này chỉ đúng một lần lên tiếng. Rất là xin lỗi vì để cho mọi người phải chờ lâu. Hôm nay không có lịch hẹn của các chị, chỉ có anh Cường thôi ạ. Anh Cường là có lịch hẹn. Tức là đi đòi tiền mà cũng phải lịch hẹn làm gì? Những cái dấu hiệu về mặt sai phạm và những cái điểm mà nhìn thấy có những cái khoản thất thoát từ công ty là có. Nhưng mà bọn em đang cần phải có thêm thời gian để bọn em cùng với công ty giải quyết những chuyện đó. Nói là để giải quyết từ từ để mọi người lấy lại được vốn. Kể cả là như thế mọi người cũng có đã lấy lại được vốn đồng nào đâu. Chẳng lấy lại được một đồng nào cả. Chỉ chẳng qua là kéo dài cái thời gian lần nữa của bên công ty ra thôi. Đến phút này mọi người vẫn đặt ra một câu hỏi: tiền của chúng tôi được sử dụng làm gì? Nó đi đâu như thế nào? Một câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Toàn bộ số tiền huy động vốn biến mất được doanh nghiệp khẳng định đó là trách nhiệm cá nhân. Nhưng họ lại quên rằng tất cả các nhà đầu tư không chuyển tiền cho riêng ai mà chuyển trực tiếp vào tài khoản chính danh của doanh nghiệp.